Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn mua chế phẩm Redoxy 3C hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng. Sư của bị cáo Nguyễn Đức Trung đã nộp biên lai thể hiện việc gia đình chủ động nộp 10 tỷ đồng bảo lãnh nghĩa vụ thi hành án. Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã đề nghị việc xác định thiệt hại trong vụ án cần được giao cho cơ quan chuyên môn giám định. Trước đó, luận tội các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung mức án 10 đến 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng với tội danh này, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù với bị cáo Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arctic bị đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Trường Giang phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho Công ty Thoát nước Hà Nội số tiền hơn 36 tỷ. Cơ quan công tố xác định bị cáo Nguyễn Đức Trung giữ vai trò chủ mưu quyết định việc mua chế phẩm Redoxy 3C. Bị cáo Trung phạm tội với hành vi rất nghiêm trọng, không khai nhận hành vi phạm tội nên cần có hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe. Các địa phương, nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để triển khai tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc, kiên quyết hoàn thành 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông đúng tiến độ. Đó là những chỉ đạo được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đưa ra trong hội nghị trực tuyến tình hình triển khai các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông diễn ra sáng nay. Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông gồm 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án theo phương thức công tư với tổng chiều dài hơn 652 km cao tốc. Dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, thiếu hụt vật liệu xây dựng từ 65 triệu mét khối đất, cát để đắp nền đường cũng đã được khắc phục. Hiện chỉ còn thiếu 15 triệu mét khối và có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh các địa phương cần nhanh chóng hỗ trợ các gói thầu mở mỏ mới, gấp rút, nhưng chất lượng vật liệu xây dựng phải đảm bảo, không để ảnh hưởng đến chất lượng tuyến đường cao tốc. Không phải là mỏ đất nào cũng đưa vào trong dự án này được, không phải mỏ đá nào cũng đưa vào dự án này được, mà chúng ta phải xem cái tiêu chí kỹ thuật nó là hàng đầu. Các đồng chí mà xề xòa đề xuất những cái mỏ không đảm bảo, rồi dẫn đến là cái hậu quả nghiêm trọng mà sau này là không khắc phục được. Kết luận cuộc giao ban, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao vai trò, nỗ lực, quyết tâm của Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị trực tiếp chỉ đạo các địa phương trực tiếp thực hiện giải phóng mặt bằng và các nhà thầu, ban quản lý dự án trong giai đoạn vừa qua đã nỗ lực đạt được khối lượng tiến độ thi công lớn. Ngành Giao thông Vận tải đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là 82,21%, cao so với bình quân của cả nước từ 56 đến 60%. Về di dời hạ tầng một số công trình điện, viễn thông, Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 15 tháng 1, 2022 phải hoàn thành. Các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án, các ông chí xây dựng cho một cái tiến độ cụ thể để bảo đảm các công trình hoàn thành trong năm 2022 là phải hoàn thành đúng tiến độ. Trường hợp mà có những cái khó khăn mà đến thời điểm hiện nay mà chúng ta triển khai chưa đạt được yêu cầu thì đề nghị là phải bù tiến độ. Còn 2021 là khánh thành được một tuyến thôi. Cao Bồ Mai Sơn 15 km này khánh thành trong tháng 12 đi. Nói về Phó Thủ tướng đề nghị các nhà thầu, ban quản lý dự án tổ chức làm 3 ca trên công trường để đẩy nhanh tiến độ. Bởi tiếp sau giai đoạn 1 sẽ bước vào giai đoạn 2 của dự án cao tốc Bắc Nam. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với đơn vị tư vấn và các địa phương chuẩn bị giai đoạn 2 của cao tốc phía Đông sau khi Quốc hội thông qua. Đặc biệt, không để lặp lại các khó khăn vướng mắc về vật liệu như ở giai đoạn 1. Giao dịch chứng khoán Việt Nam, viết tắt là VNX, chính thức ra mắt đánh dấu một cột mốc phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam. VNX được kỳ vọng là sẽ có nhiều bước tiến mới mang tính đột phá, có phần nâng tầm chất lượng phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định VNX ra đời sẽ thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường. Đặc biệt, VNX giúp thống nhất các mảng của thị trường hiện còn phân tán, từ đó thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong nước và ngoài nước, giúp tăng quy mô, vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam để hội nhập và liên kết quốc tế. Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VNX cùng với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá, đề xuất
phương hướng cho chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số đã trở thành hoạt động thường niên và có quy mô lớn của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Đây là nơi để các doanh nghiệp số chia sẻ những kinh nghiệm cũng như giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngay sau đây là ý kiến của các doanh nghiệp được chúng tôi thực hiện bên lề diễn đàn. KYC là giai đoạn ban đầu khi mà chúng ta chưa có những hành lang pháp lý để mà xây dựng một nền tảng kinh tế số của quốc gia. Thế thì ngân hàng thì cũng đã ban hành những cái thông tư để cho phép thực hiện cái eKYC trong việc mở tài khoản từ xa, và các đơn vị thì chúng ta cũng đang ứng dụng eKYC rất là rộng rãi, như đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng tài chính. Thì đấy là một cái mà VNPT chúng tôi cũng đang cung cấp sản phẩm và để cung cấp cho khách hàng của các ngân hàng tổ chức tài chính để sử dụng trong giai đoạn vừa rồi cũng rất hiệu quả, mở ra rất nhiều những tài khoản mới sử dụng, hoặc là chúng ta sử dụng một quy mô nhỏ trước để tạo nên sự tin tưởng và từ đó cho những nền tảng trong nước lớn lên. Thay vì chúng ta tập trung rất nhiều và nói chuyện là chúng ta chưa tốt được bằng những nền tảng ở nước ngoài và chờ cho tới lúc mà nó tốt rồi mới xài, thì nó trở thành là câu chuyện của trái trứng và con gà. Chúng ta sẽ thấy là tất cả những nước mà có những nền tảng trong nước thành công đều có sự hỗ trợ rất lớn từ chính sách của nhà nước. Để phát triển đối với thị trường Việt Nam, nó là bài toán phải phối hợp giữa cả cơ quan nhà nước lẫn các doanh nghiệp, và phải hình thành được một nền tảng số duy nhất. Như vậy thì việc chia sẻ dữ liệu và việc hợp tác mới giúp cho ngành logistics hiệu quả hơn. Bởi vì thực tế hiện nay thương mại điện tử phát triển bùng nổ, làm cho có những cái hệ lụy về khí thải, hệ lụy về giao thông, và những bài toán đó mỗi doanh nghiệp không thể tự giải được, mà họ cần sự hợp tác, họ cần chính phủ và cần nhà nước để tham gia vào để tạo ra một cái sự hợp nhất. Tôi cũng hy vọng là sẽ có nhiều sự kết nối, có nhiều sự thúc đẩy hơn về chính sách. Tuy nhiên hiện giờ thì tôi nghĩ là tất cả những gì mình cần phải làm thì vẫn phải làm trong thời gian nhanh nhất có thể, tức là về phía doanh nghiệp. Tất nhiên là cũng hy vọng vào cái sự hỗ trợ từ phía ban ngành cấp cao hơn. Cơn sốt đất thời gian qua đã gây hệ lụy không chỉ đến với người dân mà còn khiến cho chính quyền các địa phương căng mình đi xử lý các vi phạm về đất đai, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm, mua bán và xây dựng nhà trên đất rừng. Vốn là địa bàn nóng về đất rừng mỗi khi nhắc đến, nhưng nhờ tăng cường quản lý đến tận cơ sở, với việc chỉ tên, truy trách nhiệm nên các vi phạm về đất rừng được huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã kịp thời xử lý, đưa đất về sử dụng đúng mục đích. Đây là những hình ảnh huyện Sóc Sơn tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm về đất rừng tại xóm núi thôn Minh Môn, xã Hiền Ninh đầu tháng 11 vừa qua. Theo đó, khi phát hiện chủ đất xây dựng hàng loạt ngôi nhà trên đất rừng, cơ quan chức năng đã lập đoàn công tác tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm, khắc phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Sau khi cưỡng chế, cán bộ địa phương thường xuyên đi kiểm tra, giám sát địa bàn nhằm đảm bảo giữ nguyên hiện trạng, cam kết không vi phạm. Tuy nhiên, việc quản lý đất rừng gặp rất nhiều khó khăn khi chủ đất thật sự lại không phải là người địa phương. Ngay sau khi mà phát hiện vi phạm thì ủy ban xã chúng tôi thì cũng đã cử cán bộ chuyên môn thiết lập các hồ sơ liên quan đến việc vi phạm xây dựng vi phạm trên đất rừng này, và chúng tôi cũng có thiết lập hồ sơ và sau đó xin ý kiến các cơ quan chức năng của cấp trên. Thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện hồ sơ và ra cái quyết định cưỡng chế, có bàn giao và yêu cầu đề nghị chủ đầu tư khắc phục hậu quả. Đấy, và với công trình vi phạm này thì có 4 hạng mục đấy, và chủ đầu tư đã tự khắc phục một hạng mục đấy, và còn 3 hạng mục còn lại thì chúng tôi cũng đã yêu cầu chủ tiếp tục tháo dỡ. Thế tuy nhiên đến ngày diễn ra cưỡng chế thì chủ đầu tư khắc phục không đạt khối lượng hiệu quả. Chúng tôi ngày 9 tháng 11 vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức ra quân phối hợp với các ngành chức năng của huyện để chúng tôi tổ chức cưỡng chế triệt để các hạng mục còn lại. Trong năm vừa qua thì có 3 trường hợp vi phạm, nhưng các chủ đầu tư vi phạm đều không phải là người địa phương. Việc để mà tìm được chủ vi phạm, đầu tư vi phạm để lập được hồ sơ vi phạm hành chính đối với địa bàn xã thì cũng gặp tương đối nhiều khó khăn. Đơn cử như cái vi phạm của trường hợp nhà ông Ngô Minh Phúc ấy, thì tổng diện tích trên tổng diện tích là 4.054 m², thì qua kiểm tra thì tức là nó cũng đã chuyển giao cho các chủ khác nhau, và để lần đến chủ cuối cùng thì địa bàn xã cũng rất phải thiết lập hồ sơ và tìm rất là nhiều bước mới ra được. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp được chính quyền địa phương phát hiện xử lý thời gian qua. Thống kê cho thấy, xã Hiền Ninh
hiện có hơn 2.000 hecta đất rừng. Từ năm 2019 đến nay, qua thanh tra đã phát hiện hơn 200 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất rừng và chủ yếu là vi phạm xây dựng các công trình nhà ở trên đất rừng. Trước việc sốt đất, giá các loại đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tăng gấp nhiều lần so với các năm trước, đặc biệt là việc mua bán, chuyển nhượng đất rừng thời gian qua trên địa bàn huyện Sóc Sơn có chiều hướng gia tăng. Vi phạm trật tự xây dựng có nhiều diễn biến phức tạp, khiến dư luận bức xúc. Địa phương đã chủ động lên các kế hoạch, quản lý chặt chẽ các địa bàn khu vực xảy ra nhiều vi phạm. Từ đó, tăng cường quản lý địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm. Và ngay sau khi mà nắm bắt được tình hình như vậy, thì chúng tôi, cái giải pháp của chúng tôi là đầu tiên là chúng tôi tham mưu ủy ban huyện ban hành văn bản chỉ đạo ủy ban các xã tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân biết là cái việc mua bán chuyển nhượng đất rừng, đất lâm nghiệp hay là đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện. Và thứ hai là kiên quyết xử lý các cái trường hợp mua bán chuyển nhượng khi được phát hiện. Và nội dung này thì chúng tôi cũng tham mưu ủy ban huyện là chỉ đạo là khi ủy ban xã phát hiện trường hợp mua bán chuyển nhượng mà vi phạm quy định pháp luật thì chuyển cơ quan công an để xem xét làm rõ trách nhiệm đối với chủ thể mà người sử dụng đất cũng như là người mua bán chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả các vụ vi phạm trên đất xây dựng trái phép hoặc là san gạt đất rừng thì đều được chúng tôi lập hồ sơ xử lý kịp thời ngay từ khi công trình mới phát hiện. Cái kinh nghiệm mà để ra là cái tổ chức tốt công tác tuyên truyền người dân. Thứ hai là cái việc mà vi phạm phải được phát hiện thật sớm ngay từ khi công trình mới có dấu hiệu thì để đỡ thiệt hại mà chúng ta đi xử lý nó cũng đỡ với phức tạp. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo phòng kinh tế và các xã có rừng tiến hành kiểm kê, đánh giá thực trạng, thống kê rà soát vi phạm, sau đó thiết lập toàn bộ hồ sơ để quản lý đất rừng. Đặc biệt, bên cạnh việc xử lý các chủ đất lấn chiếm, huyện cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ tiếp tay cho vi phạm trong sử dụng đất rừng. Nơi nào để xảy ra sai phạm, cán bộ địa chính, chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và chúng tôi xây dựng một cái quy trình xử lý vi phạm để chỉ đạo và giao nhiệm vụ trách nhiệm và cho địa chính, cho đội quản lý trật tự xây dựng, tổ quản lý trật tự xây dựng địa bàn và chủ tịch ủy ban nhân dân xã và các phòng ban có nhiệm vụ. Trường hợp mà không thực hiện theo đúng nội dung quy trình xử lý vi phạm thì ủy ban huyện Sóc Sơn sẽ kiểm tra và xử lý đối trách nhiệm đối với công chức được giao nhiệm vụ theo quy định. Hiện nay là giao nhiệm vụ cho huyện Sóc Sơn là nghiên cứu và điều chỉnh cái quy hoạch rừng để làm căn cứ quản lý và đúng với thực trạng của rừng Sóc Sơn để đảm bảo là rừng Sóc Sơn luôn luôn ở trong môi trường là xanh sạch và bảo vệ môi trường của thủ đô. Thời gian gần đây, tình trạng xe quá tải hoạt động rầm rộ vào ban đêm trên một số tuyến đường ở Hà Nội đang gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói là những lái xe quá tải này khi bị lực lượng chức năng xử lý đều đưa ra nhiều lý do gây khó dễ trong quá trình kiểm tra. Dù chưa phải là giờ được phép hoạt động, thế nhưng ở nhiều tuyến phố, xe quá tải vẫn chạy rầm rộ vào như thế này. Từ xe trộn bê tông cho đến xe chở đất đá, hiên ngang đi giữa phố, bất chấp tất cả các biển báo cấm. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, những phương tiện này đều quá tải, không có biện pháp che bạt, để đất đá rơi vãi trên đường. Em trong lỗi vi phạm rơi vãi, lần sau thì em sẽ cố gắng che đậy kín hơn. Hầu hết các lái xe ở đây là đều người làm thuê cho công ty và chủ phương tiện, nên là cái việc mà yêu cầu họ chấp hành thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Điều đáng nói là hàng loạt xe quá tải nối đuôi nhau đi vào phố như thế này, không chỉ một xe bị kiểm tra. Nhưng chỉ cần một xe bị kiểm tra, xử lý thì những xe khác bỏ chạy vào những tuyến đường khác gây khó khăn cho việc kiểm tra. Lực lượng cảnh sát giao thông phải dùng các biện pháp đón lõng cũng như là tuần tra lưu động ở nhiều tuyến phố xe quá tải thường xuyên hoạt động mới có thể phát hiện và xử lý. Khi tổ công tác tập trung xử lý đối với cả những cái xe quá khổ quá tải đi vào đường cấm giờ cấm tại tuyến Phạm Hùng, Tô Thất Thuyết thì sau khi xử lý 3-4 xe thì các xe lập tức thay đổi cung đường, chuyển sang đi đường Xuân Thủy để đâm ra đường Phạm Văn Đồng rồi đi thẳng xuống dưới Hồ Tùng Mậu để tránh các cái lực lượng chức năng xử lý. Thực tế cho thấy vận chuyển hàng hóa quá tải đem lại lợi nhuận lớn, vì vậy nhiều chủ xe đã bất chấp quy định để vi phạm. Theo lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông thì rất khó để dẹp được vấn nạn xe quá tải này. Chính quyền địa phương cần vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng này, bởi đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan đến xe quá tải. Đó là chưa nói đến việc xe quá tải làm hư.
theo nghị định 64/2008 thì chỉ có Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các cấp, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện và một số đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền cũng như là hàng cứu trợ. Khi chưa có quy định rõ ràng về hoạt động từ thiện thì các cá nhân thực hiện các hoạt động cứu trợ bằng cái tâm. Nghị định 93 ra đời và có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, lần đầu tiên đã đặt ra yêu cầu cụ thể đối với cá nhân kêu gọi từ thiện. Nghị định mới quy định cụ thể về cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước. Theo đó, cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng để tiếp nhận tiền đóng góp, phối hợp nơi tiếp nhận hỗ trợ để phân phối nguồn đóng góp tự nguyện. Nghị định cũng quy định cụ thể về quản lý tài chính, công khai nguồn đóng góp tự nguyện. Cái tháo gỡ trước tiên là làm cho mọi người có cơ hội để đóng góp vào cái câu chuyện là giải quyết các cái vấn đề mang tính xã hội, ví dụ như đại dịch hay là các cái vấn đề thiên tai, gỡ bỏ những cái rào cản, khuyến khích được cái việc đóng góp đó cho cái việc hoạt động xã hội. Điều chỉnh cho một cái khung pháp luật mới, không phải là để hạn chế nó, không phải là để ngăn cản nó, mà chính là để tạo điều kiện và bảo đảm an toàn và để khuyến khích tất cả người dân và các cái tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội là tham gia cái hoạt động này. Nghị định 93 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có tấm lòng thiện nguyện được đóng góp sức mình, cùng tránh được những tai tiếng không đáng có. Quan trọng hơn, số tiền mà các nhà hảo tâm, cộng đồng quyên góp sẽ đến được tay người cần hỗ trợ. Vâng, thưa ông Phạm Quang Tú, Nghị định 93 thì có nhiều quy định đối với người làm từ thiện. Tuy nhiên, điều quan trọng của từ thiện đó là tính kịp thời. Vậy thì việc đặt ra các yêu cầu như vậy thì có gây khó khăn gì cho những người làm từ thiện hay không? Nghị định 93 của Chính phủ thì nó quy định về công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện đối với các hỗ trợ khắc phục các cái khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố và bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Thật ra cái nghị định này thì nó quy định nó không bao trùm toàn bộ tất cả các hoạt động thiện nguyện, mà nó chỉ là trong những cái trường hợp khẩn cấp mà thôi. Chính vì vậy những cái quy định mà mang tính chất kịp thời trong cái nghị định 93 thì nó đáp ứng đúng với yêu cầu tính chất kịp thời của những cái loại hình này. Tuy nhiên như chúng tôi cũng có nói là cái nghị định 93 thì nó không bao trùm, và vì thế có lẽ là trong cái thời gian tới Chính phủ cũng như là Quốc hội cần nghiên cứu để có thể ban hành một cái đạo luật về từ thiện ở Việt Nam, nó bao trùm hơn và nó quy định cũng như là nó điều chỉnh toàn bộ rộng hơn các cái hoạt động về từ thiện ở Việt Nam. Vâng, nghị định này thì cũng đặt ra yêu cầu về sự chặt chẽ phối hợp giữa các tổ chức cá nhân làm từ thiện đối với chính quyền địa phương. Vậy thì sự chặt chẽ phối hợp đó thì chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào để mang lại hiệu quả tốt thưa ông? Qua cái kinh nghiệm hoạt động của chúng tôi cho thấy rằng là một trong những cái yêu cầu quan trọng nhất để đảm bảo cái hoạt động từ thiện và cứu trợ được hiệu quả đó là sự phối hợp của chính quyền địa phương. Để làm được việc này ấy, thì bản thân các nhà từ thiện, làm từ thiện, các mạnh thường quân trước khi đưa ra một cái kế hoạch làm từ thiện ở bất kỳ ở một cái địa phương nào thì chúng ta liên hệ với chính quyền địa phương ở chỗ đấy để đánh giá được cái thiệt hại cũng như những cái nhu cầu của người dân, đồng thời thảo luận với chính quyền địa phương về cái kế hoạch, về cái lộ trình mà chúng ta đi đến các địa phương để cứu trợ hay là làm công tác thiện nguyện. Thì như vậy thì đảm bảo nó nhịp nhàng, nó không chồng chéo và đảm bảo nó hiệu quả hơn. Vâng, và cũng đảm bảo tính công khai minh bạch trong hoạt động từ thiện đúng không ạ? Vâng. Vâng, xin cảm ơn ông.